thành tâm mà nguyện cùng với chư thần ở nơi non thiên của Phật cảnh này, và chỉ một nhát cơm thôi mà đá đã tự nhiên nứt ra để thành một cái giếng mà có đủ đầy cái nước ngọt để cho binh lính uống dưỡng thân khi mà phải ẩn náu ở nơi này. Hay quá. Cho nên nhìn cái dòng nước này đó thì trong quá, lại nhớ hai câu giảng của Đức Thầy là tâm sáng suốt như đài nguyệt kiến, là tánh trong như nước mùa xuân. Thả hồn vào đây như mặt hồ thu phẳng lặng, không một gợn sóng nào. Để thấy lòng mình là định tâm thần như mặt nước hồ, mà suy với nghĩ, nghĩ suy đường lối. Muốn niệm thật, thật chẳng cần sớm tối, ghi vào lòng sáu chữ Di Đà thì hiền lương quên mất điều tà, được hạnh phúc nhờ lòng cố gắng. Hay quá, quá tuyệt vời luôn. Cho nên thấy hữu nghĩa ngồi thiền ở đây quá. Cho nên ngồi ở đây rồi đó thì mấy anh sẽ thấy cái tâm mình nó yên lặng, cũng như là cái mặt nước hồ. Quá tuyệt vời. Và nhớ lại cái thánh tích xưa mà ông cha của chúng ta đã từng khai sơn phá thạch ở nơi này. Cho nên bây giờ đó mình mới có được cái phước báo là nhờ tổ tiên của ta gầy dựng lên. Cho nên chúng ta mới thấy được từ cái tấm lòng thành kính của các ngài luôn tin tưởng Phật trời. Và chính cái sự thành tâm đó mà chúng ta thường nghe là thành tâm sở chí kim thạch dị khai. Hễ cái sự thành tâm của chúng ta mà đến đâu đó thì sẽ chẻ núi phá vàng và đi đến đó. Cho nên mình mới thấy được chỉ có một cái sự thành tâm thôi mà vua đã tìm được một cái nguồn nước ở cái nơi mà non thiên này. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, Châu Phú thân ái kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay Châu Phú cùng với kênh anh Vũ Hòa Hảo, đồng hành với anh Thiện Nghĩa, dẫn gia đình của chị Vi ở bên Mỹ đi về quý vị, cùng với anh Lành chị Sáu, anh của chị Vi, trở về cái đền Vua Gia Long. Thì kính thưa quý cô chú anh chị, đây là chữ đền thờ Vua Gia Long. Kính thưa quý vị, thì hôm nay Châu Phú muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn đó là một cái nơi rất là linh thiêng. Tại vì ngày xưa đó là ngày Vua Gia Long trở về đây, khi mà ở trên cái ngọn núi cấm này nè, trên đây đó là không có nước, mà ngài đã dùng một cái thanh gươm của mình để mà cầu xin trời Phật đó quý vị. Nếu mà ngài còn được là một cái con đường để cho quân lính sau này để mà chiếm lại thành trì đó vậy, thì ngài xin một cái nguồn nước để nuôi quân lính. Thì Châu Phú nghe bà con kể lại rất là nhiều, nên hôm nay Châu Phú có mời anh Thiện Nghĩa cùng với anh Hữu Nghĩa trở về đây để mà làm lại một cái câu chuyện này cho rõ ràng cho bà con được biết luôn. Thì Châu Phú mời quý vị và các bạn đồng hành cùng hai kênh Châu Phú Thiên Cấm Sơn và Vũ Hòa Hảo nha. Chúc quý vị sức khỏe bình an và Nam Mô A Di Đà Phật. Chào anh Thiện Nghĩa, bây giờ em nghe cái câu chuyện nhà vua ngày xưa trở về đây nè anh. Và em nghe nói quân lính ngày xưa là thường thường ở đây đóng quân buồn đó, và gạch những cái kẻ đá nè anh. Lấy đào chém xuống đây có dấu, nên là những cái đá bây giờ có dấu chéo chéo nè anh. Đúng rồi. Đó, quá chừng đó, thì nhờ anh nói sơ về cái ngày vua Gia Long từ ở đâu mà về đây anh. Dạ. Thì kính thưa quý vị, thì như trong phố hỏi thì mình được biết về lịch sử á. Dạ. Thì vua Gia Long sau khi thất trận thua Nguyễn Huệ thì vua Gia Long cũng chạy về phương Nam. Dạ. Đất phương Nam nghe nói là ẩn giật rất là tốt, cho nên vua Gia Long mới tìm về Thiên Cấm Sơn. Dạ. Thiên Cấm Sơn là cái vùng đất là lúc xưa nó hoang dã và nó u tịch. Dạ. Cho nên có thể là nhà vua sẽ trú ẩn một cách an toàn. Từ đó thì quân lính trở về đây, tại nơi này thì nhà vua đóng quân ở đây và một số binh sĩ. Nhưng mà càng ngày thì lương thực nó cạn kiệt rồi. Yeah. Nhưng mà nhà vua thì có cái lòng yêu tất cả binh sĩ mình, cho nên mới phát nguyện là nếu mà trời đất còn linh thiêng, cho ta còn cái đế mạng của đế vương á, thì cho ta lấy cái gươm này vọng xuống tại nơi đây thì có nước để cho quân lính uống. Chính vì thế mà khi mà ngài phát nguyện xong thì ngài lấy gươm vọng xuống thì có một cái lằn nứt ra, và quanh năm suốt tháng thì nước sẽ chảy hoài, lúc nào cũng có nước hết quý vị. Trời nắng thì cũng có nước nữa. Thì nước này uống rất là mát. Hồi xưa thì người ta rất là tin tưởng nơi đây, rồi coi như là ai mà uống nước này vô rồi rất là mát mẻ, rồi cầu nguyện, cầu xin cho được cái lộc gì đó. Cho nên người ta đến đây rất là nhiều. Và chính nơi đây mà hồi xưa
vua Gia Long mới đặt cái tên núi này là núi Cấm. Chứ trước kia là gọi là núi Gấm, dạ. Núi Gấm Trời. À, đây là một cái nơi mà vua Gia Long về đây, và sau đó vua Gia Long còn đi nơi khác nữa, qua Phú Quốc, rồi một nơi khác để tị nạn. Vậy ha anh Nghĩa. Và một số cái hòn đảo nữa. Dạ, cảm ơn anh Thiện Nghĩa nha. Và vâng, kính thưa quý cô chú, anh chị. Hiện giờ là Châu Phú xin giới thiệu, chắc là đây là một cái thanh gươm ngày xưa mà vua Gia Long nè quý vị, cái một cái hình nè, cái hình rất là rõ ràng. Nè cái thanh gươm giống nè. Thanh gươm ha. Đây thanh gươm này, thanh gươm chém đá nha quý vị. Đây nè. Nè cái cán nè chị. Nè cái cán nè, nè gươm nè. Mũi gươm ha. Nè cái mũi gươm lớn ghê ha. Thì chắc là có lẽ anh Nghĩa, em suy nghĩ thứ nhất thì các vị ngày xưa mà người ta chém được đá đó, mà chém được mà để sinh được cái nguồn nước đó, thì cũng rất là đặc biệt. Nên đó là em nghĩ là một là các vị thần ở đây, thần núi đó, người ta làm lại một cái thị hiện đó, một cái thanh gươm của ngài. Tại vì em nghe nói là ngài đi tới đâu mà không có nước, ngài xin nguyện là chém xuống là nước dâng lên ha. Đúng có rồi, thì hồi xưa là các vị vua thường là một chánh vị vương á, cái phước báo rất là lớn. Chính vua Gia Long thì cũng đi qua Hòn Nghệ, cũng nơi ẩn trú đó, thì vô một cái hang động rất lớn và cũng có làm một cái nơi mà có nước quanh năm. Với Châu Phú có dịp qua đó để biết cái Hòn Nghệ á, cũng có cái nơi mà vua Gia Long trú ẩn ở đó, rất là rộng và đẹp lắm. Và cũng có cái nơi mà có cái mũi gươm gì đó, có nước trong đó nữa. Cũng lạ ha anh. Rồi qua Phú Quốc điểm nữa. Dạ, thì bây giờ em nói anh nghe, bây giờ có anh Hữu Nghĩa ở đây nè. Anh Hữu Nghĩa anh nắm được những cái mẫu chuyện của ngày vua Gia Long vì sao mà về đây rồi ha. Đúng rồi, ổng là gốc tuyệt vời rồi. Ổng là hay lắm. Ổng là tuyệt vời luôn. Cái bắt đầu là ổng sẽ kể lại cho bà con mình được nghe để biết được rõ hơn nữa. Anh em mình cũng nghe kể truyền truyền vậy đó, bây giờ mình kiếm ổng. Có ổng là nghe nói ổng ngồi thiền đâu gần đây nè, để mình tìm ổng coi. Ổng đang dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Ổng là ổng thuộc lịch sử dữ lắm Châu Phú ơi. Ổng vâng, nghiên cứu dữ lắm. Quý cô chú anh chị, bây giờ Châu Phú xin mời quý cô chú anh chị đồng hành cùng với Châu Phú và anh Vũ. Anh Thiện Nghĩa đi qua bên ngay chân chỗ cái vua Gia Long mà chém xuống đá ra cái giếng đó thì rất là đặc biệt nha quý vị. Dạ Nghĩa ơi, Hữu Nghĩa ơi. Ô chào anh Hữu Nghĩa. Hữu Nghĩa ơi, ông làm gì ngồi thiền không Hữu Nghĩa? Đi phái đoàn. Trời dạ, ơi. Mới tới ngang. Ngồi thiền dạ, em quá ha. Đoạn chút xíu gì đó rồi ngồi ở đây để nhớ lại cái tích xưa. Dạ. À, mà đức thầy cũng nhắc cho mình là chuyện xưa trên là để cho mình nhắc nay. Nhìn lại những cái thánh tích này ngày xưa mà những vị vua đã trở về đây đó, với cái tấm lòng thành kính, với cái sự thành tâm mà nguyện cùng với chư thần ở nơi non thiên của Phật cảnh này, và chỉ một nhát gươm thôi mà đã tự nhiên nứt ra để thành một cái giếng mà có đủ đầy cái nước ngọt để cho binh lính uống. Dưỡng thân khi mà phải ẩn náu ở nơi này. Hay quá. Cho nên nhìn cái dòng nước này đó thì trong quá, chị lại nhớ hai câu giảng của Đức Thầy là tâm sáng suốt như đài nguyệt kiến, là tánh trong như nước bồ sung. Thả hồn vào đây như mặt hồ thu phẳng lặng, không một gợn sóng nào. Để thấy lòng mình là định tâm thần như mặt nước hồ, mà suy với nghĩ, nghĩ suy đường lối. Muốn niệm thật, Phật chẳng cần sớm tối, ghi vào lòng sáu chữ Di Đà thì hiền lương quên mất điều tà, được hạnh phúc nhờ lòng cố gắng. Ồ hay quá, quá tuyệt vời luôn. Cho nên thấy Hữu Nghĩa ngồi thiền ở đây quá. Cho nên ngồi ở đây rồi đó thì mấy anh sẽ thấy cái tâm mình nó yên lặng, cũng như là cái mặt nước hồ. Quá tuyệt vời. Và nhớ lại cái thánh tích xưa mà ông cha của chúng ta đã từng khai sơn phá thạch ở nơi này. Cho nên á, bây giờ đó mình mới có được cái phước báo là nhờ tổ tiên của ta gầy dựng lên. Đó, cho nên đó chúng ta mới thấy được từ cái tấm lòng thành kính của các ngài luôn tin tưởng Phật trời. Và chính cái sự thành tâm đó mà chúng ta thường nghe là thành tâm sở chí kim thạch dị khai. Hễ cái sự thành tâm mà của chúng ta mà đến đâu đó thì sẽ chẻ núi phá vàng và đi đến đó. Cho nên mình mới thấy được chỉ có một cái sự thành tâm thôi mà vua đã tìm được một cái nguồn nước ở cái nơi mà non thiên này đó. Thì chúng ta có thể là tin tưởng vào cái thần lực của Tam Bảo, rồi sự gia trì hộ độ của chư Long Thần hộ Pháp ở nơi đây, thì những cái người mà tu hiền về đây đó thì luôn được bình an, mạnh khỏe đó, và cố gắng tu hành cho đến ngày thành công viên đạo. Cho nên mỗi khi mà em về đây đó, anh biết không, ngồi đây đó để mình nhớ lại cái kỷ niệm đó, nhớ lại cái thánh tích đó, rồi lại là còn có một cái pháp môn khi nhìn vào một cái sự vật, những cái di tích lịch sử nó vẫn còn chứng minh cho mình thấy được
thì đây quả là một cái bài pháp không lời, mà tùy theo cái trình độ căn cơ của mỗi người để chúng ta đặt cái niềm tin vào nơi này, để trưởng dưỡng được cái đức tin của chúng ta trên bước đường tu học, thì chúng ta sẽ thấy được một sự thành tâm. Mà sự thành tâm này Đức Thầy cũng đã từng dạy cho chúng ta trong chánh niệm. Câu chánh niệm thiết tha nhiều nỗi khi cầu nguyện đừng cho phạm lỗi, phải làm tròn các việc vẹn toàn dân chớ nên làm bướng làm càng trong lúc ấy niệm cho thấy có. Đó. Hai nữa đó Đức Thầy cũng dạy cho chúng ta là thứ bảy chánh niệm. Vậy thì khi cầu, khi nguyện chuyện gì thành tâm thì Tây Phương Tây ở cõi xa thành tâm thì có Phật mà Đạo Lai. Quy diệu quá ha. Cái vi diệu mà mình nhìn cảnh thôi thì mình trở về với nội tâm mình cũng có một bài pháp rồi đó anh Thiện Nghĩa. Nếu chúng ta mà thành tâm dạ, ha, mô Phật, quyết chí ha, tĩnh lặng thì chắc chắn chúng ta cũng đạt được một cái sự an lạc, sự bình yên. Thì sẵn đây thì anh Thiện Nghĩa có thể cho biết là sơ lược về cái gốc của Vua Long, vì sao mà Vua Long chạy vào đây để mà trú ẩn tại nơi này. Và có một cái đường gươm mình còn thấy hả quý vị? Giống như cái lưỡi thanh gươm thế này. Mà hồi xưa đó thì Nghĩa lúc còn nhỏ đến đây á, rất là ngưỡng mộ, coi như là từ ở dưới đi bộ lên tới đây làm sao để múc được một cái lít nước đem về nhà để mình uống, để mong cầu cho được tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi vậy đó. Mà bà con đến đây rất nhiều. Thì đây là một cái nơi rất thiêng liêng ở Thiên Cấm Sơn. Quỳnh có thể cho biết được cái nguyên nhân vì sao Vua Long chạy giặt về phía phương Nam mình và chọn núi Cấm là cái nơi để trú ẩn ha Quỳnh? Thì quý anh cũng biết rồi đó, tất cả đoàn mình cũng thường hay nghe những anh em dắt đoàn mình đến đây kể sơ lược qua về cái di tích này. Thì nói chung là mình nhớ lại lịch sử thì vào năm 1777 sau khi mà thất trận Tây Sơn rồi đó, Nguyễn Huệ ha, Nguyễn Huệ rồi đó, thì Vua Gia Long mới là bôn tẩu vào Nam đó. Thì bôn tẩu vào Nam này đó thì thấy từ ở các cái căn cứ như Tây Ninh, Biên Hòa rồi chạy vòng về đây đó, thì không có nơi nào mà được an toàn hơn là cái non Thiên Cẩm này. Cho nên non Thiên Cẩm này thì từ xưa tới giờ vẫn là ghi lại trong lịch sử của đất nước Việt Nam, đó là một cái địa linh xanh anh kiệt. Trên đó thì có Thất Sơn mà dưới thì có dòng sông Cửu Long, đó chia ra bằng chín nhánh đó, cho nên gọi là sông Cửu Long á. Cho nên Cửu Long Giang và núi Cấm thì đó là non nước hữu tình, nơi đó đã hấp thụ khí thiên liêng sông núi nhiệm màu ung đúc giống anh hùng giang bốn bể. Từ đó thì những cái bậc tiền nhân, những anh tài xuất chúng đều được sinh trưởng ở miền Tây này rất là nhiều. Và cũng ngay từ đó thì cái người mà gần gũi với chúng ta nhất đó là những cái người Trung Quốc á, họ qua đây rồi đó thì họ thấy đây là cái mạch long mà rất là linh thiêng. Và nơi này đó sẽ sản sinh ra những cái anh tài xuất chúng, cho nên người ta mới cắm những cái cây thẻ mà ếm như là ở núi nước. Thời kỳ mà Đức Bổn Sư ra đời đó thì ngài sau một lần đi đến núi nước đó, ngài thấy ở dưới ba cây đa có một cái cây trú yếm ở dưới. Cho nên mới là quy tụ 50 người, khoảng 50 người ở địa phương đó mới lên đào những cái cây da đó rồi thì gỡ cái yếm đó lên. Ông Đạo Lập, ông Đạo Quảng Cơ Trần Văn Thành thì ông đi đến chùa Bà Bài thì ông cũng vẫn thấy được một cái cây yếm của cái người dòng cái người mà thầy chú thì hồi đó người ta thường hay là nó khách chú là cái người Ba Tà qua đây đó, thì người ta yếm ở đó, cho nên gỡ được cái cây yếm đó thì những cái di tích đó vẫn còn đó. Thì Đức Phật Thầy lúc đó ngài mới cho cấm năm ông thẻ, một câu mà vẫn còn lưu lại cho đời đến bây giờ là cấm năm ông thẻ chẳng lẽ thu tàu, là để chấn ếm lại những cái cây thẻ đó mà nước Nam mình Nam mình được yên bình đó, và luôn được có một cái cánh đồng màu mỡ là cái kho lương thực cho đất nước được no ấm cho đến ngày hôm nay đó. Cho nên mình mới thấy là sau khi mà thất trận đó rồi đó thì Vua Gia Long chọn cái nơi này là cái nơi mà địa là an kiệt. Toàn nhất nơi địa linh sanh anh kiệt, là sẽ dựa vào nơi mà Phật lực và nơi có những cái chư vị có đầy đủ cái gì tha lực để gia hộ cho cái đoàn binh của ông. Cho nên ông lên đây rồi đó thì từ đó đó ông mới ra một cái chiếu chỉ là sẽ cấm hết tất cả dân làng không được đến cái núi này. Để chi? Để giữ được tuyệt đối cái bí mật an toàn là khi mà đội quân Tây Sơn đến để truy lùng đó thì không thấy không vua. Mà hồi không xưa bảy núi mình chắc nó hoang sơ, nó mù mịt chứ đâu phải mà như thế này ha.
Dạ. Nếu mà quan sơ chống chải thế này chắc người ta lên là dễ ợt hả? Dạ đúng rồi. Phải leo, đó. Phải bò, phải rất là khó khăn. Dạ. Không vậy? Đó là một cái chiến lược mà rất là tuyệt vời. Mà sau này đó mình đọc vào những cái trang lịch sử khi những cái chiến trận ở biên giới phía Tây Nam thì cái dãy Thất Sơn của chúng ta là một cái thành trì rất là vững chắc. Một cái pháo đài luôn là quan trọng ở tuyến đầu. Đó, cho nên anh thấy vừa một cái vị trí tâm linh nè, vừa một cái vị trí chiến lược nè, nó mà vừa là một thành đồng giác sắc của cái biên giới phía Tây Nam. Cho nên nơi đây quả là địa danh sanh anh kiệt, mà mình rất may mình được sanh trong cái dòng bảy núi này anh. Tôi nghe một cái mẫu chuyện vui nghe nghe. Tôi sẵn kể coi. Dạ. Kể chuyện vui một nghe cái phái mẫu chuyện nghe. Vui nghe nghe đệ Vũ với đệ Phú. Rồi rồi kể luôn nghe. Hồi cái lúc thầy ra đời khai đạo đó, thầy nói ai mà sau này đó có mặt trong bốn ông thẻ là đều vinh diệu lắm. Vậy hả? Cái lúc đó ông Hương Chủ Bó mà anh biết hen, ông Hương Chủ Bó là gần Hòa Hảo đó. Yeah. Ông mới nói nghe thầy nói vậy rồi đó, lòng mừng khắp khởi, cái ông sẵn có tiền, Hương Chủ lúc đó giàu lắm. Mùa đất. Cho nên quý vị biết không, cái ông đi vào trong cái vùng đất bốn ông thẻ nào, ông mua đất. Ông mua đất cái thời gian ông vắng mặt đâu đôi ba ngày, cái ông về. Về cái thầy mới hỏi ông vậy chứ, ông đi đâu hổm rài vậy ông Hương Chủ? Ông Hương Chủ ông nói thầy nói sau này ai mà có mặt trong vùng bốn ông thẻ này đó là vinh diệu lắm. Còn thấy gì con mừng khắp khởi mà hổm rài con đi vô tìm cái khuôn đất để con mua. Thầy mới hỏi vậy chứ ông Hương Chủ có coi hát không? Ông nói dạ thưa có thầy. Thầy nói khi mà ta chưa có kéo màn hát đó thì ra vào cửa làm sao? Ông nói dạ tự do thầy, ai muốn vô vô, ai muốn ra ra. Thầy mới nói là khi mà người ta mà kéo màn ra để người ta hát thì lúc đó vào cổng như thế nào? Ông nói dạ thưa thầy có vé mới được thầy. Thì lúc đó đó ông mới nhớ chực lại, à thì ra đó mình muốn vào bốn ông thẻ này cũng giống như cái cảnh coi hát vậy đó. Lúc mà chưa có cái gì đó thì mình vô ra rất là dễ cho Phú. Nhưng mà khi đến cái ngày Long Hoa khai mở rồi đó, núi rừng chỗ ngọc chỗ ngà, Long Hoa lại chỗ trên tòa Thượng Nguyên Nam Bang, một lá quế đơn Nam Châu tụ hội Thất Sơn vui dày. Ngay đây nha, chính ngay đây luôn. Kìa hỡi ai giữ phận cho tròn, sao huynh đệ có ngày hòa hiệp, chớ nản chí đường tu bỏ liếp mà hiệp hòa nhau chờ đợi năm non anh Nghĩa ơi. Tại cái chỗ này luôn. Ha. Tại đây luôn. Tại đây thì Dồ Thiên Tế là một trong năm non trên núi Cấm này. Đó thì đây cũng là nơi mà sau này đó chúng ta lại được cái hạnh phúc nhất đời tu của chúng ta là được về trở về đây để giữ cái ngày hội. Mà ngày hội đó là cái ngày hội của Đức Di Lặc Tôn Phật xuống trần để kế tiếp cái sự nghiệp mà hoằng truyền chánh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đó là vị Phật thứ năm. Đó sau Câu Na Hàm Phật, Câu Ly Phật, Ca Diếp Phật, Phật Thích Ca và Di Lặc Phật. Đó là vị Phật thứ năm. Cho nên do đó mà ông Hương Chủ ông nghe vậy đó thì ông biết, à thì bây giờ đó thầy nói đó, mình muốn vào cái ngày hội sau này đó là nhất định phải tu. Cũng giống như hồi tối mà anh nói cái đề mà mùa thi lần cuối đó, mình muốn thi vào trong cái trường khoa thi mà thầy đã tiết lộ. Thầy nói khoa tràng lệnh mở hội thi nên ta xuống bút dạy thị trần gian đó, chứ mình hồn dựa lâm sang thảnh thơi còn xuống thế gian làm gì. Cho nên thầy xuống đây rồi đó, thầy mở ra một cái trường thi đó, mà trường thi đó là cái tên gì đó, là trường thi đó là trường thi hội Long Hoa. Long Hoa tiên Phật đáo ta bà lừa lọc con lành diệt quỷ ma. Cho nên đến tới thời kỳ thi rồi, cho nên thầy mới hối thúc mình, ước sao mà thuận gió bườm trương, đò bát nhã rước tôi lưng đóng, ngày vui tươi cũng đà lố bóng, cớ sao đời còn mãi say xưa, không tìm thầy đặng hưởng phước thừa, ngày lập hội tây dinh nhành quế. Cao thân phận rạng danh hiếu để, thỏa dạ thầy nơi chốn mây rồng. Chàng ơi, thầy viết những cái câu từ mà mình nghe nó cái ý nghĩa đó anh Nghĩa. Quá tuyệt. Nó thấm vào trong cái ruộng tâm của mình, cũng giống như là dưỡng chất phù sa để nuôi lớn được cái mầm giác ngộ. Cho nên bây giờ mà đăng ký còn kịp không? Kịp. Bây giờ mà hãy ai bước vô trường thi của thầy coi chừng đi sau mà ta học bài phấn đấu là ta trở thành hạng nhất. Cho Phú hay á. Phú kịp không Phú? Bây giờ em nói anh nghe nè, bây giờ là chị Vi á. Chị nghe anh kể cái câu chuyện đó, chị tính mua một chục công đất ở trên núi Cấm này vô trong vùng bốn thẻ nè. Dạ. Vậy sau này ổn không? Bây giờ khỏi mua. Đăng ký là được rồi đó. Bây giờ khỏi mua, yêu cầu là đăng ký tôi là con em tín đồ Phật giáo, ngày tháng con chịu quy y theo đạo. Đó thì anh lành sao? Anh lành sao? Chuyến này sao? Rồi đó là con Như Lai là sống dài muôn thở ha. Chuyến này là về phải học bài đâu đó đàng hoàng phải không? Nghe. Khỏi mua đất, miễn đăng ký về Thiên Cẩm Sơn rồi học bài. Bởi vì vô trường thi đó là cái tiêu chuẩn như thế này nè anh. Ông ba ông cho biết là Phật thi đức, Trào Quốc thi văn, Nhân Tùng thi chánh, mà Nhân Tăng thi lòng.
Hãy mình mà về có cái lòng, sửa cái lòng là đủ rồi. Mình sửa cái tấm lòng mình sao lại nó cho nó thật là thanh tịnh, nó trong sạch, nó đừng có phạm vào những cái giới ác nữa, những cái ác duyên xấu xa, những cái thói hư tật xấu, nào là thành kiến cố chấp, thói quen, sự chần chờ, lòng ham muốn, tánh kêu ngạo tật, đố dèm xỉm, vô nịnh, ích kỷ tư tâm. Bỏ mấy cái đó hết, mà thay vào đó là từ bi, hỷ xả, thanh tịnh, trí tuệ, kiên trí, nhẫn nhục. Đó thì những có cái dễ, đó, những cái đó là con của Phật không à, đức lành mà. Đó cho nên sau này thì các chư Phật từ đây lựa tuyển coi ai là đức hạnh hiền tư. Đó, những cái người mà hiền lương đức hạnh thì sau này vô hội. Mà thầy cho cái tiêu chuẩn luôn anh. Thầy nói hội sao? Long Hoa chọn kẻ tu mi. Người hiền đức. Đặng được hò chân chú á. Tèn ơi. Vô hết hà ông Châu Phú ơi. Gấp mới được vô Châu hết hà thầy Vũ à. Vũ với Châu Phú là phải gấp lên mới được. Chứ không thôi là chị Vi á. Hai người đó là nhịp đó. Cầu nối cho tất cả mọi người ở khác nơi đó nghe. Thì bây giờ đó là hai người phải làm gương trước à. Rồi đăng ký không? Nói luôn đi thẳng bữa nay nè. Dạ đăng ký không? Ngay đây phát nguyện luôn. Ở đây mấy người đăng ký rồi. Đó người ta hết rồi đó. Út lựa đăng ký lâu rồi. Út lựa đăng ký lâu rồi. Thưa quý vị, hiện giờ thêm Út sao mà mặt đỏ, tự nhiên đang ngồi mặt đỏ. Đăng ký lâu rồi. Không à, mà về đây á, sắc diện nó hồng hào là tại sao, là nó có đủ cái dưỡng khí. Tại vì nơi non thiên mà chị, nơi đất Phật an lành thì người nào về cái phước tướng cũng đẹp trơn á. Không có nghe thầy nói trong cái bài cho ông Lương Văn Tốt sao? Làm cho rồi phận tu mi, sau này sẽ thấy ly kỳ năm non chừng bảy núi lầu son lộ vẻ, thì người già quá trẻ dân ơi. Tu hành sẽ được thảnh thơi, lại xem được Phật được trời báo thai. Thân hành đạo đắng cay ráng chịu, phận làm người phải liệu cho xong. Cần chi gạn hỏi diễn dông, làm người chưa vẹn thì khó hồng thảnh thơi. Nói nhiều lắm xe lơi tình nghĩa, chữ hiền lành trao trĩa cho xong, thấy đời trần hạ thông dong, chẳng lo khó thấy mây rồng hội kia. Mà giờ mình lo mình làm hiền rồi thì khỏi lo ông Năm Chèo nữa, có lý mà đó, lo có lý về rồi. Là làm con là của ông Phật ông Tiên không à? Không, mình thấy chị Vi là có lý nghe, từ bên Mỹ mà về tới đây đó, chị Vi mà từ bên Mỹ mà về đây là coi thầy thương lắm đó, coi như là các chư vị là độ dạ, lắm đó. Không, rất là xa à. Cho nên quý vị thấy không, chỉ có một cái là mình nhớ lại cái chuyện tích xưa thôi, nhưng mà cũng đem vào cho mình có những cái bài học kinh nghiệm rất là quý giá. Tại vì nơi đây là nơi non thiên, cộng với cái sự thành tâm và cái phước báo của một chánh dì Dương, nó đã tạo ra một cái nguồn dưỡng chất là nuôi biết bao người và lưu truyền cho đến bây giờ đó. Chúng ta đến đây rồi đó thì cái tích xưa nó vẫn còn để cho chúng ta áp dụng những cái bài học kinh nghiệm đó, những cái pháp tu thật đó, để cho chúng ta sẽ trở về với cái nội tâm của mình. Đó là cố gắng lo tu thân lập thiện để sau này chúng ta sẽ hoàn thành được cái thiện nguyện của mình. Thì anh Hữu Nghĩa biết không, ý là vua Gia Long là một người phàm mà còn có một sự màu nhiệm, một sự linh ứng như thế. Huống chi sau này chúng ta tu đắc đạo, sau này cái hội phong thần diễn ra là các vị thánh tiên trở về đây thì mình nghĩ nó sẽ vi diệu chấp trăm lần ngàn lần nữa, phải không ạ? Đúng rồi đó anh. Cho nên mình chỉ thấy là một cái di tích rất là đơn giản vậy mà có một cái câu hỏi đặt ra, tại vì sao người ta lại trở về núi Cấm? Đó là người ta thăm viếng, rồi người ta trải lòng vào cái không gian thanh tịnh của núi rừng. Tại sao như vậy? Những cái điểm sinh thái kia đẹp hơn núi Cấm rất là nhiều, tại sao xong đến mà người ta lại đến nơi này? Là một cái câu hỏi mà bây giờ đó thì cái sự trả lời đó, thì đây là một trong những điểm mà linh thiêng trên núi Cấm, và một trong những điểm mà tất cả những người con Phật nói chung, những người đã tìm hiểu về cái địa linh Sanh Anh Kiệt nơi đất nước Việt Nam quý báu của chúng ta, đó là một con rồng vàng ở Đông Nam Á, người ta để tâm tới điểm này là khu du lịch tâm linh hạng nhất luôn. Thôi quá tuyệt vời. Con chào bắt tay chị Vi ơi. Cho nên rất mong rằng sau khi mà mình, anh em mình mà đã tâm sự về cái nơi thánh tích này đó anh, thì mong rằng bà con ai là những cái người con Phật hữu duyên, ai là cái người mà muốn kết duyên lành lại với Tam Bảo và trở về với non thiên này, để tương lai của chúng ta được vào một cái trường thi, một cái ngày hội mà ngày đó đó cái cảnh vui tươi cũng đã lố bóng rồi đó, để chúng ta vui được cái câu mà vui sum họp anh em một nhà, giống như lời Đức Thầy đã thường diễn tả lên cái tự tình của mình, ngỏ lời khuyên nhân loại khắp gần xa ráng tu tỉnh hưởng đời chung cực lạc. Trên cửa Phật mùi hương thơm bát ngát, dưới quân thần phụ tử khải hoàng ca, ấy là sông bốn biển hiệp một nhà, không ganh ghét chứ câu thù hận quán,
Trên kẻ trí lấy công bình phân đoán, dưới dạng dân trăm họ được im liềm. Trẻ với già dành hai chữ từ khiêm, không còn thấy loạn luân nền can kỷ. Ồ, lúc đó thái bình an quá lạc ha. Thì nói chung là trên cái năm non rồng phụng tốt tươi, miền bảy núi mà sao báo quý. Hay là một đoạn Đức Thầy nói là rừng lâm cây đá thấy ngày nay, mà ruột năm non có các đài. Thì quý vị biết không, ở phía trong núi này nó còn nhiều điều bí ẩn nữa, quyền di, quyền diệu lắm. Chúng ta sau này tu đi, chúng ta sẽ cảm nhận và chúng ta được nhiều cái phúc lộc lớn lắm. Thì ở đây là Hữu Nghĩa mới dẫn một điểm đấy thôi, còn rất là nhiều điểm khác nữa. Nhiều điểm như lắm. Là chỗ vua, chỗ ông Bắc Giật Lan nè, rồi hang ông Hổ, rồi những cái điện Quỳnh Long, rất là nhiều điện. Thì lần sau mong Châu Phú cùng với huynh đệ mình sẽ đi hết nha, để mình khám phá cũng như là cho tất cả những người ở xa gần cũng biết là đất Việt Nam mình là đất Phật. Các vị thánh cũng xuất hiện, có ông Cử Đa, có Đức Thầy, có Phật Thầy Tây An và các vị thánh đã trở về vùng năm non bảy núi này. Cho nên là rất là mong chúng ta sẽ có một cuộc hành trình để chúng ta tìm hiểu nguồn gốc tổ tiên, các bậc thánh nhân. Như Thầy nói thì mình sẽ làm cho mọi người cũng biết được nước Việt Nam Trung ương là như thế nào. Đó, xin mời quý vị cùng theo dõi với Châu Phú, Vũ và Hảo, với anh Hữu Nghĩa nha quý vị. Năm mới là Phật. Nhưng mà một điều anh nhắn nữa nè, là đệ Vũ với đệ Châu Phú cùng với tất cả thành viên trong đoàn mình ha, nên nhớ một câu ha, đây chỉ là cái cảnh hồng trần thôi. Nhưng mà khi mà mình tu mà đắc đạo rồi đó thì cảnh dương trần khó sánh bồng lai, về tiên cảnh mới sai mùa rượu thánh. Gấp trăm ngàn lần gấp luôn. Trăm ngàn lần cảnh, trăm ngàn lần ha. Ở đây đã thấy an lạc rồi mà chỗ đó là còn giữ nữa ha. Về đó còn đẹp lắm, lộng lẫy lắm. Vô Vũ. Em thấy sao Vũ? Em thấy sao, anh nhắc lại cái tích xưa rồi cái cảm nhận của em như thế nào? Qua mép đây nè, bên đây nè. Em cho khán giả đâu biết coi. Bây giờ cái cảm nhận của Vũ là cái thế hệ hậu nhân đi sau, thì em thấy những cái di tích xưa này em có một cái nhận thức như thế nào? Cái cảm nhận của em á. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa chú Thiện Nghĩa cũng như là sư huynh Nghĩa, Châu Phú và hai chị cũng như là anh ở đây. Thì sau khi mà nghe huynh kể về cái sự tích của vua Gia Long thì thấy được một cái gương hạnh của một cái vị đấng minh quân. Một cái người mà có thể mà chém gươm xuống đá mà nước phun lên thì phải nói là một người có đức độ. Thì đó là một cái gương hạnh mà chúng ta cần phải noi theo. Cái đó là một cái sự thật đã có trong lịch sử rồi. Và cũng có di tích ở đây rồi. Vậy mình mới thấy được một điều là cái sự tu hành nó rất là quan trọng. Dạ, mô Phật. Sự thành tâm đó hán đệ. Dạ, mô Phật. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Nước nè. Thành tâm nước quá trong ha. Rất là trong. Vâng, thì kính thưa quý cô chú anh chị, video thì cũng đã dài. Bây giờ Châu Phú cùng với đoàn còn phải đi về núi Ông Két để làm những cái video gửi đến quý vị. Hiện giờ bà con đang thắc mắc và những video đang lên đó anh Nghĩa. Coi cái mỏ Ông Két có xây về núi Cấm không? Bây giờ anh em mình lên khám phá coi sao. Đúng rồi, mình mời mấy anh em cùng với đoàn qua núi Ông Két nha. Xin đồng kính chúc cho toàn thể vị và các bạn có nhiều sức khỏe và vạn sự bình an trong cuộc sống nha. Thân ái kính chào và tạm biệt nha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.